Vâng, thưa quý vị và các bạn, tai nạn không chừa bất cứ xe nào, kể cả là những xe chỉ mới được sử dụng có 3 ngày. Đây là một vụ tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, 27 tháng 4, trên đoạn quốc lộ 1A và qua xã Quảng Tân của huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải chưa có biển kiểm soát do mới mua được 3 ngày lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận của xã Quảng Tân thì bất ngờ bị một chiếc xe đầu kéo đi cùng chiều chèn ép. Theo quán tính, tài xế xe tải cho đánh lái sang bên trái do mất lái xe tải đã đâm gãy cột biển báo giao thông rồi nằm đè lên giải phân cách. Vâng thưa quý vị, đây là một vài hình ảnh cụ thể hơn về hiện trường của vụ tai nạn mà chúng tôi đã ghi nhận được. Chúng ta có thể thấy là những chiếc xe mà lưu thông ở trên đường thì chắc chắn là phải có mang biển số. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại có xảy ra tình trạng là có cả những chiếc xe khi mà chưa được cấp biển số thì thì cũng đã có thể được lưu thông ở trên đường. Và tại hiện trường thì chiếc xe đã bị gãy trục trước, hai bánh trước thì bị văng ra và dầu thì chảy lênh láng ở trên mặt đường. Rất may là vụ tai nạn giao thông này không gây thiệt hại gì về người. Và nhìn vào những tấm ảnh này thì quý vị có thể thấy là xe đầu kéo thì đang có ý định là chuyển làn để sang đường tại điểm không có giải phân cách. Theo quy định thì xe mới mua chưa đăng ký biển số không được phép lưu thông ở ngoài đường.